Kính chào quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay sẽ là dự báo tình hình thời tiết trên biển. Trong ngày và đêm mai thì do tác động của khối không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6 và giật cấp 7 biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông thì có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động và toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trở lại thời tiết trên đất liền, từ đêm nay thì không khí lạnh tràn về khiến cho hầu hết các tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét, nhiệt độ trong toàn miền sẽ ở trong khoảng từ 16 cho đến 21 độ. Không khí lạnh thì cũng tác động đến khu vực Bắc miền Trung nên thời tiết chuyển từ trạng thái nắng nóng sang trời rét kèm theo mưa rào rải rác, nền nhiệt cũng giảm xuống và sẽ phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 21 độ. Trong khi đó thì các tỉnh còn lại của Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận thì vẫn duy trì nắng ráo với nền nhiệt ở mức là từ 31 cho đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn tiếp tục chuỗi ngày khô nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 35 độ. Riêng ở Nam Bộ thì nắng nóng cục bộ tại các tỉnh miền Đông với mức nhiệt lên tới từ 35 cho đến 37 độ. Nắng nóng nên khu vực từ Nam Trung Bộ trở vào, chỉ số tia UV được dự báo tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, nên người dân cần lưu ý các biện pháp che chắn nắng nóng khi lưu thông trên đường hoặc là tham gia hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 4, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực trung du và vùng núi có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH True Milk, Park A Banh và nước uống thiên nhiên Ibizu đã đồng hành cùng với chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.